phiên hôm nay toàn là những mẹ xinh xắn thôi cả nhà ơi em có báo hủy ghép gỗ nè đầu tiên sẽ là chuỗi ngọc ha chuỗi ngọc mùa này đang đi mầm xanh đẹp lắm cả nhà đây là những cái lượt mầm tơ của nó đang lên nè về chuỗi ngọc cho hoa sớm cho hoa vào tháng 2 anh chị như mình có thể làm hoa chơi tết luôn ha mẹ c 1 ba trăm năm mươi phân bón đầy đủ luôn rồi về treo lên tưới nước thôi cả nhà ơi rồi tiếp theo nè c 2 420 000 cho giò này, quá trời mầm tơ luôn này cả nhà ơi, mặt trước mặt sau gì đều đẹp hết nè. Đó mầm tơ đẹp lắm, chuỗi ngọc em còn có chậu nữa nè, còn có chậu nữa ha mẹ C3, 190 000 cho một chậu thôi cả nhà ơi, đang lên mầm xanh luôn nè. Đó phân bón đầy đủ luôn rồi, chậu này cũng đều như nhau hết anh chị nhà mình có thể sưu tầm luôn hai chậu về mình gộp thành chậu lớn nha. Rồi, chuỗi ngọc em còn một giò này nữa nè mã C4 giò này thì ghép cái đế băng như thế này rất là tiện luôn. Anh chị nhà mình có thể để băng ha cả nhà. Mầm nè mầm đang đi xanh khỏe lắm nó nó đang lên một thời gian rồi cả nhà những cái mầm này nó sẽ còn phát triển nhiều nữa đó mẹ C4 490 ngàn ship chỉ 30 ngàn thôi anh chị nhà mình gộp đơn nha rồi tiếp theo C5 báo hỷ nè đó béo hỉ thì hoa của nó đẹp lắm cả nhà ơi hoa nó đẹp Mẹ c năm đen lên mầm như thế này phân bón đầy đủ luôn Gíp đế bằng như thế này tiện lắm cả nhà mình có thể để ban nè Mẹ c năm ba trăm chín mươi ba chín mươi em còn giò này to hơn nữa nè cả nhà ơi C6 550 ngàn Cũng là béo hủy luôn Trời ơi cái béo hủy này thân nó đẻ không kìa nha Thân nó to bằng cái ngón tay cái của em luôn á Cái giò này rất là tiềm năng ha Rồi tiếp theo Tiếp theo em có quế trắng tháng 8 một dòng hoa rất là thơm luôn và cái dòng này nó giá trị cả nhớ ơi tại vì tháng 8 ít cái loại lan rừng mà cho hoa lắm nha dòng này hoa thơm hoa màu trắng nè mã C7 450 ngàn đang có nụ từ nách lá luôn rồi cả nha và nụ nè đó một chậu này em ghép tạo form lên nên để gỗ rất là bài bản và nó nó đang còn nhú nụ từ nách lá nữa đó cả nhé ơi rồi tiếp theo C8 nè C8 mã này mẹ này anh chị nhà mình sưu tầm 500 ngàn nè đó, 500 ngàn cũng đang có voi nụ luôn Cái dòng đơn thân này thì nó khỏe lắm Về cả nhà mình lưu ý giúp em Mình sưu tâm hàng rừng Nó sẽ có một số lá chưng nha cả nhà Về mình nước non đầy đủ này, Cây đi lá ngọn xanh đẹp rồi Cây khỏe không vấn đề gì hết nha Giò đi kiếp gỗ này đẹp quá này cả nhà Trời ơi, form cây xanh đẹp quá lên ngọn xanh quá luôn rồi Mẹ C9 750 ngàn cho giò này đang có cả nhé đó giò này đẹp anh chị nhà mình sưu tầm giò này đi rồi tiếp theo em còn một giò ghép gỗ này nữa Mẹ C10 690 nghe trời ơi giò này cũng đi hết cả nhé form cây nè riêng Rì... rồi cả nhé còn ở phía trên này nữa ha bung hoa thì ngát hương luôn rồi rồi à, tiếp theo em lên hoa lan đuôi chuồng đuôi chuồng một giò ghép tròn như thế này thì nhiều lan lắm cả nha em ghép tròn quanh một cái đế gỗ luôn nha mặt nào cũng đều đẹp hết nè đó đuôi chuồng mẹ c 11 490 trăm đuôi chuồng em có giá to nữa cả nha ơi mẹ c 12 nè phân bón gì đầy đủ luôn về ghép tròn như thế này nó nó rất là đẹp cả nha đến khi bông hoa á nó sẽ tròn đều một cái giò luôn nó sẽ như lặng hoa luôn c mười hai năm năm mươi năm trăm năm mươi ngàn Mã C14, thập hoa ghép gỗ mã này 360 ngàn, 360 ngàn mầm xanh âm um luôn rồi. Rồi tiếp theo Mỹ Dung, em có Mỹ Dung, dòng này hoa thơm lắm. À, Mỹ Dung nè, anh chị nhà mình sưu tâm Mỹ Dung cái giò này thì em thuần rất là lâu năm luôn rồi cả nha. Em thuần ở trong là cái đế gỗ to tạo form cho cây nè, và anh chị nhà mình lưu ý giúp em hàng rừng mà mình khai thác về nó không tránh khỏi ở trên rừng mà cả nha ở điều kiện nước non nó không đầy đủ thì nó lá chưng nó như thế này thôi về mình nè cây thuần khỏe cây này cũng đang đi lá ngọn rất là xanh luôn rồi nên nhà anh nên là anh chị nhà mình sưu tầm hàng rừng lưu ý giúp em một điểm như thế thôi nha đó cây đi lá như thế này và dòng này hoa thơm hoa bền cả tháng luôn mã c 15 700 bảy trăm ngàn bảy trăm ngàn giò này to anh chị nhà mình án chưng với người em ha một ôm luôn á cả nha rồi tiếp theo mẹ cuối cùng nè Mẹ cuối cùng em có quế trắng tháng 8 cũng đang có nụ luôn rồi Riêng cái cây lớn này cả nha Nó đang có ba vòi nụ luôn nè Còn những cái cây nhỏ nữa nha Những cái cây nhỏ và chưa kể nó chỉ là mới đầu mùa thôi cả nhà ơi những có có những cái nụ mà nó còn bé nó mới mới nhú ra thì mình chưa thấy được anh chị nhà mình sưu tâm nè mã C 16 một giò này to giá là 1050 cả nhé 1 triệu 050 050 ngàn Và về những cái giò to như thế này cước vẫn chỉ 30 ngàn thôi anh chị nhà mình yêu thích mẹ nào thì liên hệ bên em nha cả nhà ơi